Chị Mèo, nếu mà chị không chịu hẹn hò với em thì cái thằng xanh lè tên Quy Núp này sẽ gặp nguy hiểm đó. Tăng tăng tăng, Mèo hẹn hò cùng fan cuồng. À trời ơi, không được rồi. Hi, xin chào các bạn, mình là Mèo nè. Ok, thì hiện tại mình đang đi đến nhà của thằng nhóc fan cuồng để cứu Quy Núp. Trong tập trước, như các bạn đã thấy, nó bảo mình là hẹn hò với nó thì nó mới chịu thả Quy Núp ra. Con nít con nồi mà hẹn hò cái gì chứ không biết nữa à. Ê, nhưng mà mình sẽ giả vờ làm theo ý nó nha, để có thể lén giải thoát cho Quy Núp á. Chị Mèo ơi, cuối cùng chị cũng tới rồi. Ai, đúng luôn là thằng nhóc fanboy nè, công nhận nhà nó to thiệt chứ. Ngày hôm nay sẽ là một ngày hẹn hò tuyệt vời. Còn bây giờ thì chị vô nhà em đi. Đây. Ôi, trời ơi, cái gì mà cái nhà gì vừa to vừa rộng mà còn có vệ sĩ đứng hai bên nữa mọi người ơi. Trời ơi, coi kìa, đông quá trời luôn. Trời ơi, vậy làm sao mà mình trốn khỏi đây được không biết nữa. Hả? Trốn gì? Chị tính trốn hay gì? Đâu có. Chị nói là nhà em to quá, chắc là hả chơi trốn tìm á sẽ khó tìm ra lắm đây. Cũng đúng ha. Nhà em là to nhất khu này luôn á, muốn trốn là trốn đâu cũng được á. Ủa, vậy là bây giờ mình chơi trốn tìm hả? Chưa nắng nóng hả? Khoan chơi đã. Trời, cái thằng nhóc này hả, nhà nó giàu thiệt chứ chắc các bà má nó nhiều tiền lắm đây. Trời ơi, khó cho mình với Huy Núp rồi trời ơi. Hello quản gia, chị Mèo đi theo em nè. Đi qua đây. Nè mọi người nhìn nè, cái nhà nó rộng như vậy á mà mình không làm theo lời nó để hả lẻn đi kiếm cái chỗ nó giấu Huy Núp á là chết luôn á, tìm muốn xỉu luôn. Đi lên trên này nè, trên phòng ngủ của em nè, đi trên này nè, trên này nè. Đây, để em khoe cho chị căn phòng ngủ của em nha. Ôi ơi, trời ơi, đúng là quả không làm mình thất vọng mà nó đến tuyệt vọng luôn mọi người. Đúng là nhà của mấy đứa fan cuồng, cái đứa nào nó cũng như nhau hết, nó treo hình mình khắp cái phòng luôn. Ôi trời ơi, cái gì kìa. Trời ơi, cái gì mà em trang trí gì mà ở giữa giường nhìn như cái bàn thờ em. Cái thằng nhóc này đúng là đứa giàu á, cái gì nó cũng làm ra được hết á, quá trời tiền mà dư tiền ghê á trời. Ôi, em đã rất là buồn khi mà chị hủy cái căn phòng của em ở trong cái phòng của chị luôn á. Phá cái phòng ở đó, nó tự làm ở nhà mình xong rồi nó về nó làm cái phòng nhà nó y chang. Chị đói chưa? Em kêu người hầu lấy đồ ăn cho chị nha. Mấy bạn ơi, bây giờ mình có nên dụ nó ra ngoài ăn xong rồi mình đi kiếm Huy Núp không ta? Ủa, nhưng mà chị có nghĩ là em có thể nấu ăn cho chị được không? Em thì em không biết nấu ăn đâu, nhưng mà em có thể thử á. Không biết nhưng mà nấu ăn là cần cái nấu? Gì ta? Cho suy nghĩ coi. Được rồi, nấu ăn là phải cần thịt. Chị đợi em xíu. Cái gì vậy? Đi đâu vậy? Ê, nó đi đâu vậy ta? Hay mình tận dụng thời gian này. Ê, khoan nãy trời, nó nhảy lâu kìa. Nó đi đâu vậy trời? Nó đâm mấy con heo kìa. Mấy cái con heo đây. Ôi trời. Cái thằng heo này vậy ơi. Còn một con nữa nè, đứng lại. Trời ơi, sao mà con nít mà nó bạo lực quá vậy trời. Trời ơi, nó giết con heo luôn rồi. Cái gì? Có thịt rồi nè. Thịt gì? Không rồi nè, chị ăn đi. Gì vậy? Cái này là thịt heo sống mà. Trời ơi, máu me tùm lum hết rồi. Ai mà ăn được, ăn vô hư bao tử hết. Ủa vậy chị thích ăn cái gì? Ăn gì mua ngoài á cho lẹ, chứ đừng có tự làm, không làm đâu. Hiểu rồi, biết rồi. Đi thôi chị Mèo ơi. Hả? Cái gì vậy? Ôi trời ơi, cái gì mà quá trời đồ ăn vậy? Ăn làm sao mà hết trời? Trời, ăn không hết thì dục thôi, có gì đâu. Đúng là mấy cái đứa nhóc nhà giàu này không có biết tiết tiền gì hết á trời ơi. Chị nói cái gì? Không có gì. Nhưng mà mấy bạn nhớ là đừng có phí phạm đồ ăn như vậy nha. Tội lỗi chết. Bây giờ mình chèo thuyền đi. Đúng rồi, mình chèo thuyền đi. Mình đi chèo thuyền đi. Ủa, chị thích chèo thuyền hả? Đúng rồi, chèo ra giữa hồ luôn. Cái hồ kìa, trời ơi, nhìn thơ mộng. Được rồi, mấy anh ơi, chuẩn bị chèo thuyền ơi. Đừng kêu mấy ổng. Ủa sao vậy? Vệ sĩ của em đi theo bảo vệ mình mà. Chỗ chèo thuyền á, mấy cái chỗ này nó là kiểu thơ mộng lãng mạn á. Hai người tụi mình được rồi, đừng có kéo nhiều người quá. Đi mình thôi, cái mấy ổng ở trên bờ chờ đi. Mình có đi đâu mà sợ. Tại vì em kêu mấy ổng tới đây á là để canh chừng sợ chị trốn thôi. Nếu mà chị nói vậy rồi. Ê mấy ông ơi, mấy ông đứng ở trên bờ nha, không được đi theo tôi nha. Rồi, đi. Nè, là ý đồ của mình đó mọi người, mình dụ nó hả bắt mấy ổng đứng ở trên bờ á, chứ mấy ổng đi theo làm sao mình trốn về được. Trời ơi, được chèo thuyền với chị Mèo nè, thích quá đi.
trời ơi, khuất được mắt mấy ông kia rồi. Bây giờ mà xuất chiêu thôi. Em ơi, chị nóng quá trời ơi, chưa gì mà nóng quá hà. Ủa nóng đâu, em thấy mát mà. Nhưng mà chị thấy nóng, chị là slam á, cho nên là chị dễ nóng lắm. Chị cho chị nhảy, cho chị nhảy xuống chị bơi nha. Ủa chị bơi hả? Vậy em xuống bơi với chị luôn. Đừng, em mà bơi á là cái thuyền nó trôi á, để chị bơi thôi, Thôi chị bơi lẹ lẹ nha, nhanh lên. Bây giờ em đếm thôi, em nhắm mắt lại, em đếm từ 1 tới 100 đi là chị bơi xong mà chị lên với em à. Ờ ok, 1, 2, 3 bơi đi thôi. 99, 100. Trời tối luôn rồi chị Mèo ơi. Ôi chết rồi, chị Mèo lại trốn mình nữa rồi. Mấy ông vậy dậy ơi. Ê, vậy lên, nhanh lên, phải trốn rồi kìa. Ây da, mình đã về tới nhà rồi. Chắc là cái bọn người hầu á đã đi theo nó hết trơn rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô nhà nó nha. Dù là mình nghĩ là người hầu đi hết rồi, nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận xíu. Ai, theo như mình quan sát thì ông bản già đi rồi, nhưng mà vẫn còn lính canh ở trong nhà nhiều quá trời luôn. Không tìm ra Huy Núp lẹ là bị bắt mất. Bây giờ Huy Núp ở đâu em ơi? Huy Núp nếu nó về là chết cả đám đó. Kiếm khắp cái nhà rồi không thấy cái gì hết. Ê, hay là mình thử gạt mấy cần gạt này, ta không biết có cái cơ quan nào tuyệt mật không nữa. Gạt thử coi. Gạt nè. Không có. Gạt thử cái cần gạt này coi. Ê chà, cơ hội cuối cùng rồi đó. Bây giờ mày mà hả, cái gạt cái cần này mà không ra nữa thì không biết nó giấu Huy Núp ở đâu luôn. Trời ơi, có hy vọng rồi mọi người ơi. Xem mình mở ra được cái gì nè. Không ngờ lại có một cái đường hầm bí mật ở đây luôn á. Huy Núp ơi, chị tới đây. Xuống tới nơi rồi nè. Ôi trời ơi, nguyên một cái đường hầm dài luôn. Mình đi thử thêm xem sao. Không, trời cái gì vậy? Còn có 7 nữa sao? Trời ơi, đường hầm ở trong nhà mà còn đặt 7 nữa sao? Thằng nhóc này hả, đụng cái gì cũng có dùng dao hết. Con nít mà dùng dao là không có được á nha trời. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Bị dao nó cứa vô người đau quá trời luôn à. Rồi đi tiếp nào. Cái đường này dẫn đi đâu vậy ta? Cái dãy lava luôn. Ê, khoan đã, ở giữa cái lava nó có cái gì kìa mọi người. Đi thử thôi nha. Các bạn cho mình một xíu gọi là sức mạnh đi nè. Ý cha. Ôi trời ơi. Thì ra là cái chỗ kia nó dắt mình tới đây nè mọi người. Một cái cửa thông ra cái đường hầm nè. Một cái đường hầm khác nhìn nó bớt đáng sợ hơn. Ý, có những cái phòng nữa. Trong này là gì vậy? Căn phòng trống hả? Ôi, Huy Núp kìa. Huy Núp. Chị Mèo cứu em với. Go. Trời ơi, biết rồi. Để cởi trói cho. Ôi, xong rồi. Thoát rồi, cảm ơn chị Mèo nha. Giờ chào chị Mèo. Lẹ lẹ thôi Huy Núp ơi, đó mà quay lại là chết tụi mình á. Ok, chạy thôi. Lẹ lên, lẹ lên Huy Núp ơi. Nhanh thoát khỏi đây thôi. Nó về mất. Ui giời, ơi mày quá, nó vẫn chưa về nè. Ý giời, nó về. Trời ơi, thằng nhóc con buồn đó về rồi. Trốn về đây xong mà mở khóa cho thằng Huy Núp nè. Mình phải xuống với mình khóa cái game mới được. Lẹ núp vô đây, núp vô đây. Trời đất ơi. Ủa, cái cửa mở rồi, tôi không biết đâu á, mấy ông đi kiếm chị Mèo lại cho tôi. Trời ơi, khó khăn lắm tôi mới có thể bắt chị Mèo về trời đây. Trời ơi, cái thằng này nó buồn chị dữ vậy. Trời tức quá đây. Đi thôi Huy Núp, chị biết đường trốn ở chỗ này nè. Ok chị ơi. Trời ơi, thoát rồi. Mọi người thấy mình hay không? Trời ơi, cảm ơn mọi người đã xem hết video clip nha. Còn bây giờ thì tụi mình phải chạy về làng xin tố nhanh thôi. Huy Núp ơi, lẹ lên. Trời ơi, có mấy ngày rồi sao đi chậm chạp với nhanh lên nè. Nếu các bạn thấy thích những cái clip về fan cuồng thì hãy ấn vào cái clip ở trên màn hình này nha. Còn bây giờ thì đăng ký và like cho mình thôi. Bye bye. Tôi không có biết đâu á, mấy ông mà đi kiếm chị Mèo cho tôi á, trong vòng 24 giờ mà chị Mèo chưa về đây là mấy ông biết tay tôi á. Ê chị Mèo, lần sau mà em bắt được chị là chị chết với em. Tức quá đi mà. Ây da. Mày sẽ biết thành fan của ESE, chờ xem.